Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải Mazda BT50 các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe Mazda BT50 phiên bản số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý bạn nhé. Chiếc xe này là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và vẫn còn bảo hành tại hãng luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này siêu lướt, mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi, cụ thể là 2 vạn 6 km. Với 2 vạn 6 km này thì chiếc xe này cả một cái dàn lốp này là còn nguyên nhá, và còn rất là dày quý bạn nhé. Cả dàn lốp còn nguyên, rất dày, và lốp sơ cua thì còn chưa hạ quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị bạn là chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về được thôi. Vừa mua về là chúng tôi còn chưa dọn, chưa rửa, chưa làm gì cả đây. Còn nguyên bản rất là mộc, từ máy móc cho đến nội thất, gầm. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị bạn toàn bộ về những cái phần thân vỏ, gầm, máy móc và nội thất của chiếc xe này cho quý vị các bạn cùng xem. Và tiện đây thì tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị các bạn, ở chiếc xe Mazda BT50 này thì toàn bộ về khung, gầm, thân vỏ, máy móc đều y chang của chiếc xe Forerunner các bạn nhé. Cũng trong Mazda BT50 nó cũng có những phiên bản như Forerunner ạ, phiên bản số tự động một cầu hoặc là số tự động hai cầu, hoặc số sàn một cầu, số sàn hai cầu. Thì đây là chiếc xe này ở cái phiên bản số tự động một cầu và động cơ 2.2, động cơ diesel, động cơ máy dầu các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản luôn ạ, và còn bảo hành tại hãng ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 589 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 siêu lướt 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 siêu lướt 2020 này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn, giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, rồi những cái phần gầm, nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda BT50 2020 siêu lướt hơn 2 vạn km quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 589 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2020 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.